Xin chào tất cả quý vị các bạn nhá, đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay ấy, Mỹ Hải cũng để lâu lắm rồi, cũng chưa lên nhà em Trứ ấy. Thì là hôm nay là Mỹ Hải sẽ trực tiếp lên nhà em Trứ. Và hôm nay Mỹ Hải vào ấy thì cũng mua được một 10 kg gạo, với lại là một cái chổi nhựa như này các bạn ạ, để cho em Trứ ấy quét nhà cho nó gọn, cho sạch. Vì là cái quà này ấy, quà này là quà của anh bạn Mỹ Hải nhá, ở bên New York gửi về. Thế đâm ra là Mỹ Hải ấy, hôm nay thì vào thì là cũng đồng hành của Mỹ Hải ấy, là cháu Vàng Mi Vàng. Lâu lắm rồi thì Mỹ Hải cũng về thăm lên nhà em Trứ ấy. Thì là bây giờ là Mỹ Hải vào thăm xem nào. Em Trứ không biết là có ở nhà không. Vì là mọi khi Mỹ Hải vào nhà em á các bạn ạ, thì cái nương ngô ở tiếp bên kia kìa, đấy, ở chỗ cái cột điện trên kia, thì là có đường lối vào. Nhưng bây giờ là trồng ngô thì đã cao như vậy rồi, thì là không có đường lối vào. Thì là Mỹ Hải là phải đi đường vòng. À, có ông ở đây này. À, các bạn ạ, nhà em Trứ thì cũng đã mua được cái lưới như này này, về rào xung quanh nhà hết rồi, rất là đẹp. Đây, đấy, nhà em Trứ được cũng đã rào xung quanh được hết như này rồi. Ăn nhau trẻ. Ừ, các bạn ạ, thì là bây giờ là chỉ còn bố của em Trứ thôi. Đấy, tổ chức mới thật là. Tổ chức mới thật là. Làm nhiều mùa xe thì muốn trở chết lâu đó nên muốn thịt đó. À, đây các bạn ạ, thì là còn mấy bố của em Trứ thôi. Là bố của em Trứ bảo là em Trứ cũng không có ở nhà rồi, không biết là đưa con của em Trứ ấy đi ra đằng sau nhà mà cũ của bố mẹ rồi hay là như nào đó, thì là ông cũng không biết. Mấy ngày vào đây để lại không gặp được em Trứ rồi. Trứ lại không ở nhà thì khó bảo rồi. Gà vẫn để ở nhà đây. Ôi dồi ôi, mình đã rào được vườn rồi vẫn cứ để ở nhà. Trứ ơi là Trứ. Đấy các bạn ạ, nay Mỹ Hải vào ấy thì là cũng nhìn thấy nhà em Trứ ấy cũng rào hết được như này, nhìn rộng nhà vàng nhỉ. Rộng không? Này có cầm cái tông đơ kia mà sạc pin không đấy, để xem là tí nữa em Trứ vào thì là mình còn cắt tóc cho em. Lâu lắm mà mình không vào đây để gọi là thăm em rồi. Tôi cầm cả hai cái luôn. Hai cái luôn à? Ừ. Rồi, một cái là của em Thắng đấy. Trước là cô có người kỷ niệm cho em Thắng, xong rồi em Thắng lúc chuyển về dưới thì chú cũng quên đưa cho em Thắng. Đây này, chú đã trồng được cây đào rồi đây này. Cây đào to. Đấy, xung quanh nhà tôi rồi, rất là tốt, được rồi. Năm sau nó là ra quả rồi. Năm sau là ra quả rồi, rất là tốt. Bây giờ là chỉ chờ em Trứ về nhà thôi đúng không? Rồi. Ôi, nhưng mà gà qué như này nó để trong nhà là không được, à không ổn đâu, không phải đâu. Giường đây, cái giường này là giường mua đặt nọ vào chứ, mang vào đấy chứ. Đây này, giường mua vào là vẫn để như này, có nghĩa là vẫn không gọn được. Không biết là để cái đống kia là đống gì. Quần áo vẫn cứ treo như vậy. Đây, cái giường này là giường trực tiếp chú tay chú lắp này. Giường bên này, mà cạnh bếp đây. Mà căng còn không phẳng được nữa cơ. Mà cái màn này có phải còn phải màn nữa đâu. Quá. Ôi, đi đâu về đấy? Đi đủ bỏ về. Đi đâu? Con bò về. Đi đổi con bò về á? Vâng. Đấy, lâu lắm rồi anh cũng không chưa vào thăm em. Vâng. Thì hôm nay vào đây này thì là anh cũng mua được một cái chổi đây cho để cho em quét nhà nhá. Vâng. Đây vào đưa cho em vào. Đây. Với lại là mua được 10 kg gạo. Đây. Đấy, gạo với chổi. Cái quà này là quà của bạn của anh. Đây. Vào đưa cho em đấy. Đấy, cái chổi này là để cho em quét cái nền nhà của mình để cho nó đỡ phải cùn như kiểu cái chổi kia. Còn cái gạo này ấy, gạo gọi là này là bạn của anh ở bên New York. Mà em rất là cảm ơn. Rồi. Đấy, nhưng mà hôm nọ là anh đã bảo rồi, gà qué là em phải để ra ngoài, sao em cứ để đây làm gì? Em bỏ những cái đồ đấy ra đây đi. Vâng. Được rồi. Em cứ bỏ ra thôi. Bỏ xuống đi. Và cất cho em vào. Để em sẽ cất thôi. Em lại cất ném vào trong này một góc, trong này làm sao mà được. Nó xếp một hàng ở đây. Đấy, để xếp thế này. Đây là cái giường mà em. Đúng rồi. Gà của em ấy thì là em không được để ở trong nhà.
Em hình dung không? Đúng rồi. Hôm trước là anh đã nhắc rồi, gà của em không được để trong nhà. Với lại là các cái chặn bát của em ở trên này này, em nhìn lại xong em để tùm la tùm lum như này mà làm sao mà em để được. Đúng không? Đây, cái giường này là trực tiếp là chỗ anh Tất Thắng với anh, đúng không? Đúng rồi. Mua lên mà anh chỉ lắp được cái bên này cho em thôi đúng không? Anh chỉ dẫn cho em thôi. Cái bên này anh đã lắp được mà em đang sử dụng. Mà còn cái bên này, đúng chưa? Còn cái bên này thì là em vẫn không sử dụng mà bây giờ em cứ để tùm lum tùm lum như này, em để những cái giường lên nó có phí không? Phí chứ. Các quần áo của em cũng treo lung tung lên hết như này. Đúng rồi. Đây em lên đây anh chỉ cho em. Cái chặn bát này của em là hôm trước là anh vào anh đã nói rồi đúng không? Em lên đây, em lên đây. Đúng chưa? Đấy, những cái chặn bát này của em này em nhìn xem em để như này liệu có ổn không? Không có cái gì để mình chỉ để như này đâu. Không có gì để là mình chỉ để như này thôi á? Vâng. Em để gọn vào chứ. À, thế bây giờ là những cái này vào ấy, xếp gọn cho em một lần để lần sau là em còn biết biết gọn. Chứ nhìn nhá em ơi, anh không nhắc em nhiều nữa đâu, nhắc như vậy là đủ rồi. Vì là mình đây ấy, thì là mình cũng có là hai đứa con rồi, mà anh thì cũng có con rồi, mình có con có cái hết rồi. Tụt luôn quá, để này, để cái giường của các mạnh thường quân mà cứ để nó kê vào như này thì khó quá. Không, con cháu cất cháu gọn vào một góc riêng. Còn những cái mẹt này này, cháu treo vào đinh. Đúng không? Thì nó sẽ gọn ngay. Còn không thì cứ để tùm lum tùm lum như này làm sao mà ra được cho. Dọn lần này là lần cuối cùng mà dọn cho nhà em chứ thôi. Không dọn nữa. Để cho em cứ kệ em. Dê cái đây để lên xem là tay cho tỉnh đi. Em đang ngồi cái gì trong này ra à, chứ em? Đinh. À, lấy đinh à? Chưa làm ở nhà đây, đây không đóng hết bao giờ đâu mà. À, trước làm nhà đây là chưa đóng đinh hết, đúng không? Thế là bây giờ là anh vào đây thì anh bảo thì là mới bắt đầu đóng đinh. Thôi vào ơi. Đúng rồi à? Vào ơi, đóng vào kia góc trong. Lấy cái đinh bé thôi, đinh 7 thôi. Không có. Còn... vài nhau. Thế vợ hôm nay đi đâu à chứ em? Chứ không biết. Em ơi, vừa đi lang thang về đã không hiểu. Em cũng vừa đi lang thang về không hiểu á? Vâng. Trời ơi, đi đâu em ơi, nếu mà như thế này ấy, thì là anh thua em rồi. Hôm nay 7 giờ đua có đi học. Đi gặp họ. Một anh trai ở trên này đấy, nó bảo là anh ơi, đi cổng em đi đủ con bò đi. Thế à, không, sao không về về nhà kịp. À, không về nhà kịp à? Vâng. Thế là đi đổi bò là đi uống rượu rồi hay đúng không? Đúng rồi. Thấy một mùi rượu rồi đúng không? Chắc chắn rồi. Rồi. Thôi cố gắng thôi em ạ. À. Vì là bây giờ là gia đình nhà mình ấy cũng đã là rộng hơn nhà anh rồi còn gì nữa. Mà bây giờ là em không chịu khó làm nữa thì đội anh cũng phải chịu thôi. Nhá. Bây giờ có nhà có cửa rồi, bây giờ là không thể là để đội anh lúc nào mà lên đây mà cũng nhắc nhở mà để gọi là phải dọn cho em như vậy. Vâng. Em hiểu không? Đây, những cái thứ này chưa gọn, anh bắt buộc là phải là cháu của anh. Vâng. Lên dọn giúp cho em một đúng một lần này là lần cuối cùng mà anh không nhắc nữa. Lần sau anh có lên thăm nhà em ấy thì anh cũng không bao giờ anh nhắc. Vâng. Em làm gì thì em làm. Chưa rồi chị là anh thua. Em thua. Là như nào? Bởi vì em nghĩ ra là anh lười không làm. Em lười là không làm à? Em lấy cái chổi đấy em quét trong cái cẩm trạng kia trong cái da cho anh. Vâng. Nhanh. Mình ăn ở sạch em ạ. Vâng. Mình ăn ở sạch thì là con cái mình đỡ bị sinh bệnh. Vâng. Kể cả mình cũng vậy. Vâng. Đúng không? Và trước khi ngủ dậy ra thì là có cả những cái màn bên này này, em phải cắt gọn đi. Vì là nếu như mà em là một mình độc thân ấy. Đúng không? Anh làm cho em được. Nhưng bây giờ là đằng này ấy, em có cả vợ em cơ mà. Đúng không? Có cả ông bà đấy trong nhà cơ mà. Có mấy cái nhà mà em không quét được thì anh chịu em rồi. Ê,
Chị quyết ở cái chân của mình. Quyết đúng cái chân của mình thôi á? Đấy. Nếu em làm thế anh chịu em rồi nhá. Mình đừng làm thế em ạ. À. Chú mình không đi thì mình không quyết. Chú mình không đi đến là mình không quyết. Đấy đấy. Ôi dồi ôi. Đi, cái gì? Chú đấy. Em ơi. Anh bảo em quét trong gầm trạm này, em cứ bảo quét trong gầm trạm thôi. Cả bên này đi, vỏ ngô đây này. Đừng quét dấu, mang quét thảm ra ngoài này đi. Quét nhà kiểu gì mà em quét đúng cái chỗ đi thôi. Đấy. Em nói thế thì anh chịu em rồi. Thế rồi hôm nay nhà mình ăn cái gì em? Hả? Hôm nay đi đuổi bò về rồi thì là bây giờ là hôm nay nhà mình ăn cái gì? Ăn sáng rồi. Ăn sáng là ăn cơm mình đây đúng không? Mè mén đây đúng không? Mẹ mén hôm qua làm rồi. Mẹ mén hôm qua làm thì làm xong mà còn ăn được nữa không? Không, nó không ăn. Chả, ăn cơm gạo đây. À, ăn cơm gạo đây à? Vâng, vâng, vâng. À. Lại đậy nắp vùng ngồi vào. Đấy, nó này. Không. Đưa cho ông. Không phải đưa cho ông. Ông ơi. À, giờ. Em đi quét đi. Đừng đưa cho ông quét nhà. Nhà này nhà em cơ mà, sao em đưa cho ông quét nhà? Ờ. Anh đến đây ấy, anh làm rất là nhiều rồi. Nếu mà em không tiến bộ nữa thì anh chịu. Sao lại đưa cho ông quét nữa thì bây giờ em làm cái gì? Hót rác đâu chứ? Hót rác đâu? Và lấy cái chổi nhựa lúc đấy mình mua về cho em quét để đỡ cùn nhanh cái chổi kia kìa. Em bảo là em chỉ quét đúng cái chỗ mà em đi lại thôi, còn các góc trong là không quét. Đây cháu quét ở bên trong kia ra giúp luôn đấy, chờ em vào đây đó mình sẽ quét cho em nhìn đấy nhá. Anh lên đây là anh quét cả nhà cho em nhá. Đấy anh nhờ cả cháu anh lên quét nhà cho em đấy nhá. Đúng rồi, gà mang ra ngoài đi. Được rồi, để đấy, và làm. Để cho em chứ chỉ nhìn thôi, và làm thôi. Chứ ơi, em đứng ra hẳn một góc bên này này. Em nhìn anh và làm cho em để lần sau em biết này. Lần này lần cuối cùng mà nhắc em không nhắc nữa. Nhìn nhá, chỉ việc nhìn thôi. Để anh và quét, anh quét cho. Nhà mình rất là rộng mà mình không làm được như vậy đấy anh chị. Đây những cái chổi này là chổi anh mua lên cho nhá. Nhà của cháu á. Cứ vâng rồi nhưng mà được cái là vâng để đâu? Nhà là phải rộng bằng hai nhà của cháu. Đúng chưa? Nhà rất là đẹp mà em không biết gọn gàng. Ủa. Nói cái gì cũng đúng thôi, cứ vâng dạ vâng dạ. Đây cái góc mà nhốt gà. Với chưa có vệ không biết vệ sinh. Cái góc nhốt gà bên này này. Em bỏ răng ngay ngoài cho anh. Nằm đó. Ngoài cho nó không một cậu nó lên đi. Em vẫn chưa biết dọn. Và dọn cho em xem mà cho ra ngoài xem nào. Vì là vườn nhà em đã được như này rồi. Và dọn xem nào. Cứ để vào mấy chỗ con vào cái lồng vào đấy. Gà mà cứ để trong nhà như này thì làm sao mà được chứ ơi. Thằng có mua. Cái món to cút. Đấy con cái lại không chịu tắm rửa cho ấy này. Chân kia kìa. Em ơi. Vợ đâu rồi? Tí nó bảo vợ là lấy nước đun nước tắm luôn nhá. Gà vẫn ấp như này và lấy một cái miếng ván kia kìa. Cho ra ngoài này, đúng rồi. Chú ơi. Em lấy một cái miếng ván ra đây, anh bảo. Để lần sau là em gọn luôn. Lấy cái miếng ván kia. Đấy, lấy cái miếng ván đấy vào. Nhặt cái đấy đó. Cái đấy đã rửa chưa mà em lại để lên đấy hả hả em? Để tạm đấy một tí. Hả? Để tạm một tí. Để không. Không để tạm như thế được, riêng em thì không để tạm. Em để tạm như thế là thành ra là em không làm được. À. Cái đấy đã rửa đâu mà em để tạm ở đấy. Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ ra chậu. Cứ để tạm đấy là đến tận ngày mai. Vâng. Cứ để.
Lại thả đấy rồi. Thả đấy làm gì? Em để vào một cái chậu rửa bát của mình ấy em ạ. Những cái chậu nào bẩn ấy em thả vào chậu rửa bát. Mày một tí rửa ngay. Một tí rửa ngay gì? Vâng. Em đi úp con gà để anh dạy em này. Em úp con gà xong là anh quay lại xong là anh xem là em có rửa bát cho anh không. Anh vẫn đang ở đây mà. Anh chờ em rửa bát cho anh. Nó sợ chân mút to thì ướt. Cái gì? Con gà em để như này này. Con gà con này em nhìn này, con gà con nó không nhảy ra thì con mẹ chắc chắn nó sẽ không bao giờ nó ra. Hiểu không? Làm sao mà mưa to nó hắt được? Đây này. Mấy tấm bờ lô nó hắt. Không thể em để ra hẳn cái hiên mà ở trong cái cày cái cuốc đây này. Làm sao nó hắt đi đâu được? Cứ để vào nhà làm cái gì? Sợ quá trời. Trời mưa to. Ôi giời. Ôi. Nước và ua cả con rồi chả chết à? Đây là biện luận của em thôi. Em để đây nếu mà chết ấy, mai anh mua cho em thêm gà vào. Em được biện luận với anh như thế nhá. Anh đây ấy, anh đúng rồi, lấy cái tấm đấy che vào đấy. Che vào như này mà mai mà ướt ấy thì đổ lỗi cho anh Hải, bảo là anh Hải bảo che như thế nhá. Là không ướt bao giờ. Bây giờ có ướt được không? Không ướt được. Hả? Không ướt. Bây giờ ướt được không? Không ướt. Mỗi cái động tác nào mà em không làm được, sao em cứ để gà nhà làm gì? Đúng rồi. Chỉ bây giờ có ướt được không? Nghĩ là một thôi mà, không nghĩ là nhiều. Ôi dồi ôi. Tùm la tùm lum. Ôi dồi ôi. Có bọt chó. Đúng chưa? Đúng rồi. Với lại con cái này, cái áo này là thay từ bao giờ? Nó hôm qua vừa thay. Trẻ con là đi một tí, thay một tí là nhọ nhẹ luôn. À, vừa thay một tí là nhọ nhem luôn à? Biết chưa, không biết vệ sinh cái gì mà. Anh gặp em thì anh cảm giác là anh cũng rồi, anh biết. Đấy. Anh không muốn quay vào đấy nhá. Nhưng mà được cái là anh lên đây mà anh vừa thương em. Dạy cách em để gọi là em phát, mỗi một ngày em phát triển lên thôi. Em rào được những cái vườn như này này, anh rất là mừng này. Em hiểu không? Anh rất là mừng. Đấy là còn là anh đấy, đúng không? Nếu mà anh Nguyễn Tất Thắng ấy mà từ dưới kia lên mà nhìn thấy em làm như này ấy, thì anh Tất Thắng không đồng tình em đâu. Vâng. Nhá. Đúng không? Đúng rồi. Anh nhìn chân này anh còn biết đấy. Nếu mà anh Tất Thắng từ dưới kia lên ấy mà nhìn thấy em cứ bảo là đường đi mà em ở chỗ nào ấy thì em quét đúng chỗ đấy thôi, thì đúng là anh Tất Thắng ấy không đồng tình với em đâu. Các mạnh thường quân mua cho mình những cái giường đẹp như vậy, mình không ngủ đúng không? Đúng rồi. Xong là mình đi ngủ cái giường đóng của mình ở đây. Em nhìn cái giường đóng của mình nó có đẹp bằng như các mạnh thường quân mà người ta gửi tiền lên mua những cái bộ giường này không? Đúng rồi. Thế tại sao mà những cái giường đấy mình để phí như thế? Dọn những cái thứ đấy đi hết đi. Những cái túi đấy để vào trong nhà làm cái gì? Đúng chưa? Không sao. Ôi dồi ôi. Khó quá. Đúng không? Đây những cái thứ này lung tung này em này. Treo ở trong này, quần áo treo ở trong này thì cũng không thể là treo như thế, cũng không đúng. Vợ ơi, vào giúp em đi. Giúp em một tay. Xem là, đấy, cả gạo rồi, ôi dồi ôi, cả xi măng sau là, đâu cả gạo rồi là cả cái phân đạm. Đừng để lẫn thế, phân đạm rất là độc. Ở dưới phân đạm ở trên, ở đây là bột ngô. Ôi, phân đạm trên xong ở dưới bột ngô, mình ăn như thế chả bị bệnh, sinh bệnh mất à chứ ơi. Đừng làm thế em. Cháu bỏ những cái bao gạo kia ra. Ra riêng đi. Rất là nhiều gạo đây. Đúng rồi, cái gạo đây gạo của chỗ Tất Thắng hôm nọ mang lên thì phải. Cất hết những cái túi những cái túi này đi. Khăn này sao lại cứ để đây? Trùng phòng trùng tiết cũng để trên gạo hết. Đúng rồi. Đây những cái túi bóng thì mình phải bỏ đi hết đi. Những cái này là cuốn gọn hết cho hết vào một túi đi. Những cái này là cho cuốn gọn vào một túi. Chứ ơi. Em cho những cái này này, em cuốn gọn vào, em cho vào một cái bao tải ấy. Còn những cái quần áo vui kia của con thì em để lại. Đúng không? Không, cái túi bóng này đừng có đựng vào đấy. Túi bóng mình đựng vào đấy nó sẽ bị dễ bị rách em. Và làm cho em một lần vào. Cháu lấy một cái bao tải, cháu gấp lại những cái túi bóng này vào. Đấy, cháu đựng vào một cái túi đấy. Thì sẽ gọn. Vậy, và làm giúp... em một cái không, cháu phải gấp gọn vào chứ. Trong cái này là
Đấy, cháu gấp gọn vào như này xong là để xong xong là cháu chỉ gấp một hai cái thôi. Để cho em tự làm. Thế là mai mốt là những cái túi thừa như này này thì em mới biết để vào bao tải. Đúng chưa? Lần sau cái túi nào thì cho hết vào trong một túi này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Cho nó gọn. Đấy, còn những cái túi mà còn những cái quần áo này này. Sao để như thế? Để mang luôn mấy cái túi về đây. Những cái túi này. Những cái túi kia thì cháu chỉ dẫn cho em luôn. Chỉ dẫn cho em thôi. Tài mình làm không? Mình làm được ngay nhưng mà được cái là chỉ dẫn cho em. Đấy, rất hết, xong là rất gọn và cho hết vào cái này, xong là cho một tải buộc lên chỗ nào có cao ấy. Đúng rồi. Để em ấy cứ tự gấp. Đấy. Mình bảo thôi. Nhà em chứ... ấy còn hơn tuổi bà đấy. Hơn tuổi bà. Hơn tuổi nhà em chứ bây giờ nó rộng bằng hai nhà của cháu luôn. À. Hai nhà cháu là người rộng bằng cái này. Bảo em ấy tự gấp đấy. À, cứ mỗi một nơi mà để một cái bao tải như này thì là 10 cái là mình là 10 góc nhà như này làm sao mà ra được. Gấp gọn cho vào một cái tải. Đúng không? Mỗi lần thì đào rồi xong là tám mua cho phải được rồi nhé. Một cái tôm bún nó to vào, không phải thế đâu. Đấy. Em gấp lại gọn vào thì thành ra là sau này em thành một cái thói em ạ. À. Em đừng có túm vào một cái cục đấy để em cho vào đấy. Đúng không? Cái tải này rất có cái giá trị gì nữa đâu. Không, cái tải này để cho nhà em ý băm rau lợn. Giải ra kia. Đấy, những cái đấy thì mình sẽ giải lên đấy để băm rau lợn. Là được. Những cái đấy thì hợp lý. Đấy chưa? Em gấp gọn như này vào thì em cũng biết làm cơ mà. Đúng không? Đúng rồi, sao lại em bảo là làm thế nào cũng được là thế nào? Cho hết vào tất cả cái này. Các bọn mình cho hết vào cái này. Trên những dây là buộc lên cao, mình cần sử dụng thì mình nên tháo gỡ. Đúng rồi, vì là không, những cái túi này này, thì nó để ra cái trái nhà ở chỗ mà lấy mấy con gà ấy. Buộc treo ra đấy. Đây là những cái túi mình có sử dụng đến đâu. Đến cái mùa mà lúc nào thu hoạch ngô thì mình mới cần những cái túi này để đựng ngô vào mình chở bằng đấy, xe máy cơ mà. Đấy, tháo hết đi, bỏ rất cẩn thận vào đây. Không gấp gọn xong rồi cứ tùm la tùm lum thế này chứ ơi, là chứ. Gấp gọn vào. Và hộ em ấy gấp một tay nó cho nhanh. Dặn em chứ ấy, sắp là ba bốn cái vào một cái được mà. Mình trải đều lên. Xếp thành 5 cái bằng phẳng nhau, sau là mình gấp luôn một lèo, đừng có phải gấp một mỗi thứ một gấp một cái như này cũng đúng đâu. Đúng không? Giả dụ cái bao tải này này, 5 cái to bằng nhau thì mình gấp mình để lại 5 cái bằng nhau. Một ít phân đạm đấy. Đổ vào. Không, cái phân đạm nếu còn một ít đấy ấy. Tải phân đạm kia. Cái tải phân đạm kia. Lại dồn vào trong đấy. Đúng chưa? Đúng rồi, sao lại không tự làm mà lại phải lên đây anh chỉ dẫn cho? Em là người lười. Em là người lười á? Đúng không? Tự biết nhận như thế à? Không, đừng lười em ạ. Em thì anh rất thương nhá. Nhưng mà nếu mà em tự nhận là em lười thì anh không biết nói em kiểu gì. Thôi anh không nói em nữa. Có nghĩa là bây giờ thì nhà này nhà em rồi. Anh chỉ đến là động viên em, thăm hỏi em thôi. Tùy em làm gì thì em làm. Đấy, bây giờ là em cất gọn, em thích cất gọn kiểu gì thì em cất nhá. Còn những cái giường này ấy là phải lắp cái dắt giường vào, đừng có để cái giường là như này. Em cứ để tùm la tùm lum cái giường mà đẹp như thế. Xong rồi lại bày các thứ lên trên này. Còn mình ngủ thì lại là ở đây. Đây, cái giường của em ngủ. Em ngủ đây, em ngủ đây phải không chứ ơi? Đúng không? Đúng rồi. À, vợ con ngủ đây. À, thế là đây là trên này là anh không nói đâu nhá. Em về đây em nhìn những cái thứ này này. Là nó còn ra những cái thứ gì nữa không? Nãy là anh đã bảo là anh không nói em rồi. Chứ à, anh đây là anh coi em là một người em trai của anh. Em cứ ra đây. Ra đây. Đây. Em và nhá, đã rắc được cái màn vắt cao lên như này. Liệu các con em, liệu có với được không em? Được. Các con có với được không? Không với được.
không vớ được đấy nhá. Vâng. Ừ, thế là cái đấy là tốt rồi. Đấy là còn cái chăn này chiếu như này là luộm thuộm như này là có nghĩa là em bảo là các con nghịch đúng không? Là... không phải là vợ chồng em đúng không? Dạy. Người anh chuông góc. Bây giờ em gấp cho anh xem đi. Em gấp đi. Giày dép mũ bảo hiểm đầy đủ trên giày. Ôi giời, rất là nhiều thứ chứ à. Em đừng làm thế em ơi. Đây này còn có cả dép bên kia và nhặt nhặt cái chiếc dép. Ê, ra dép đây cho em một chiếc đấy nữa rồi. Một chiếc ở đâu? Đây. Ôi giời ôi. Dép ngắn mẻ. Chứ ơi, anh là anh rất thương em thật. Anh đây nhá, anh vào đây anh không phải là anh chửi em. Anh vào đây là anh nhắc nhở em để lần sau em ăn ở cho nó gọn gàng, sạch sẽ. Gà qué đừng có để trong nhà. Vì có một đợt anh vào đây ấy, anh thì là anh đã nhìn thấy em để gà trong nhà là anh đã không đồng tình rồi đúng không? Có một cái chăn thôi mà em lúc nào vợ chồng ngủ dậy ra ấy, em không gấp được thế nhưng mà em bảo vợ em nhá. Vâng. Đấy phải bảo vợ gấp nhá. Vâng. Chứ còn những cái chăn màn này em đừng đổ lỗi là cho các con cái nhá. Vâng, vâng. Con em đang 2-3 tuổi thôi thì làm sao mà em đổ lỗi cho con cái được. Em đổ lỗi vâng. Như thế là anh nghe thấy anh đã không đồng tình rồi nó có đúng đâu. Bây giờ là tùy em cho vào đâu thì em cho. Đấy. Thế còn những cái quần áo này là của ai đây? Chăn màn với quần áo trong này là của ai? Đây này. Đó. Mũ này của ai? Cả mũ bảo hiểm. À. Của là... mình mà. Hả? Của mình á? Của mình á? Vâng. À. Em gấp gọn như này xong nhá, thì là em bỏ những cái mũ bảo hiểm này ra đi. Vâng. Cho anh cho nó gọn. Màu đỏ. Trước là màu đỏ à, bây giờ là màu gì? Nhìn là màu đen xì xì. Màu đen xì xì rồi à? Trả lời rất ngoan. Đúng đó. Rồi, em thì là rất là thật. Đó. Anh rất thương em. Đúng rồi, nhưng mà tại sao là những cái quần áo bẩn như này mà em lại không giặt được vợ em làm? Tùy cho em người lượt. Sao? Tùy cho em lượt hết mà. À tùy cho em lười thôi à? À thế thì đấy là em khắc tự nói nhá. Vâng. Rồi, không phải anh nói đâu. Anh và bên này vén màn như nào thì em vén màn như thế giúp anh. Cá nhân anh lại nhờ em. Cá nhân anh nhờ. Mỗi một giường có một cái mũ bảo hiểm, bên này có một cái. Mỗi một giường còn lại có một mũ bảo hiểm à? Thế là bên này là anh ngủ à chứ? Đấy. Lại là tại các con? Không, cái đấy là toàn bố mẹ và cháu. Em nhìn cả cái màn này của em là cái màn này là màn gì? Màn này là màn trắng hay là màn xanh? Màn trắng. Màn này màn trắng á, đây là màn xanh. Chuyển đổi ra thành màn đen. Lười giặt à? Đúng không? Anh thì anh không can thiệp. Anh thì anh không can thiệp gia đình nhà em đâu nhá. Nhưng em ăn ở cái gì em ăn ở, mà em đừng phụ lòng các bác. Bên dưới bị làm một tí thôi mà. À, làm một tí thôi à? Đấy các bạn ạ, thì là vợ của em chưa đã về đây rồi. À một con tờ lõ. Một chiếc tà lò. Một chiếc tà lò chả chốc chắp bà đi chị tay à. Chốc chắp bà đi chả chị tay mua. Một chiếc tà lò chị tay à. Đấy các bạn ạ. Thì là Mỹ Hải cũng vừa hỏi vợ của em chứ ấy. Thì là đi đâu về. Thì vợ em chứ bảo là vừa đi chặt củi về. Đi lấy củi về ấy, để làm cái chất đốt cho gia đình nhà em chứ ấy. Thì là bảo là Mỹ Hải hỏi bảo là tại sao mà các cái giường đây mà lúc mỗi lúc mình ngủ dậy ra mà mình không gấp chăn màn đi. Thì bảo là đi chặt củi về thì không có thời gian. Bà ơi, bà ơi, cháu vào đi xong là cháu lấy một cái ghế ra. Một cái ghế ra, chứ ơi, để cho em chứ khắc lấy ghế. Em vẫn còn lành lặn mà. Em mang ghế ra đây, để tóc của em dài rồi, để và cắt tóc cho em nhá. Cháu nghề này cháu chưa cắt bao giờ. Nếu mà chú bảo cháu đi bắt tay ra được.
chưa cắt bao giờ á? Ôi, hôm nọ chú bảo là phải tập chú để gọi là cắt tóc mà. Tập thì phải có thời gian. Tập phải có thời gian, không không cắt được thật á? Chưa dạy và cắt tóc. Bỏ cái dây ra đi. Cái này thì nó phải thời gian luyện tập, thời gian. Luyện tập à? Ôi dồi ôi, cháu gì mà yếu thế? Bắt thôi. Bắt cây, đi cây thì còn được. Rồi. Phát này là để cho chú nha. Không cắt được thật cái gì? Cắt được. Rồi, để chú. Cái tóc này là từ đợt nọ là anh lên cắt cho em rồi nhỉ? Đúng rồi. Đúng không? Mà tự dưng mà hết điện thì cứ là... Nếu mà hết điện thì để một bên nhá, cứ để một bên nhá. Không một tháng à? Đấy là mình cầm mấy cái tông đó lên nhỉ, vào nhỉ? Hai cái à? Vâng. Rồi. Cái đầu này của tóc này của em này, em chưa gọi em này. Rất là rít này. Mấy hôm không gọi rồi. Không. Cái này chắc phải đi làm việc về nó mới khỏi, mới chưa chạy đầu. Hôm qua đi làm việc về vẫn chưa chạy đầu á? Ôi dồi ôi, làm gì hôm qua về đi làm việc về mà không chạy đâu, có nghĩa là chưa gội đầu đấy, đúng không? Cái này chắc phải rơi 4 ngày 5 ngày à? Đúng không? Đây này toàn gầu đây em này. Ừ. Thấy chưa? Anh lại phải thay cả hai cái tông đơ liên tục đấy. Nhưng mà anh hỏi thật em có thích là anh cắt tóc cho em như này không? Cho nó gọn đúng không? Vừa gọn vừa đẹp. Vâng. Em thì anh rất là thương em, nhưng mà được cái là em không chịu khó bảo vợ ấy. Bảo vợ đấy cứ dọn dẹp nhà cửa cho sạch đi. Đấy. Đúng không? Đấy. Em không không thích chăm sóc. Cái lao động vệ sinh của em. À, không thích chăm sóc lao động vệ sinh của em. Vâng. Cơ thể của mình mà mình không thích chăm sóc thì mình chăm sóc cho ai? Hả? Thì dài lượt mà. Nhưng mà cơ thể của em mà em không chăm sóc thì em chăm sóc cơ thể của ai? Chăm sóc của mình. Chăm sóc của mình, nhưng mà em bảo là em không thích chăm sóc thì em chăm sóc cho ai? Mình chỉ là lười thôi mà. Mình chỉ là lười thôi à? Đó. Ồ, em ạ. À. Thế thì mai anh lên đây anh cắm cơm xong anh nấu cơm cho em ăn xong là anh đi về được không? Được, ok. Được á? À? À, được. Ok. Thống nhất thế nhá. Thế là cứ từ mai là anh lên đây xong là anh cắm cơm cho em ăn xong là anh đi về. Vâng. Đấy là nhà em ấy, không phải nhà anh đâu nhá em nhá. Vâng. Em nói thế là anh chịu em thật rồi. Thật sự là anh chịu em rồi. Em thì anh rất là thương em. Coi em như là một người em trai của anh. Thế đâm ra anh thương em thì anh lên thăm em thôi, nhưng mà em nói thế thì anh chịu. Thế nên là mỗi lần là tóc là lúc nào mà tóc dài thì gọi anh lên cắt tóc cho nhá. Vâng. Nhất trí không? Đồng ý à? Đấy, tóc dài thì là gọi anh lên. Còn các quần áo bẩn thì anh lúc anh lên thì đừng có để anh giặt đấy nhá. Vâng. Ừ. Vì anh rất thương em, anh mới nói em thôi nhá. Cắt xong như này lại đẹp trai ra. Trẻ ra mất 5 tuổi. Trẻ ra mất 5 tuổi à? Quá đẹp luôn. Tí nữa gọi vợ ra xem là có nhận được da em không nhá.
Cắt tóc xong rồi nhìn ra với con người là người thanh niên. À, cắt tóc xong là thì người ta bảo là nhìn người như người thanh niên à? Đấy, được rồi đấy em. Ngon lành cành nào chưa? Ngon chưa? Cắt tóc xong như nào nhỉ? Có tiền nong gì không nhỉ? Rất giống diễn viên điện tử. Đúng là câu nói của em Nguyễn Tấn Thắng. Đẹp tuyệt vời. Đẹp giống trai diễn viên điện... À đẹp trai à? Rất giống diễn viên điện tử. Đúng rồi. Đây đây đây. Và chụp với một kiểu ảnh của cùng Eva. À. Đây đấy, chụp một kiểu nào. Tóc của Eva còn dài hơn kìa. Ôi trời ơi, tóc của Eva lụm thộm thế. Nào, bắt đầu tạo dáng đây đẹp nào. Tạo dáng đấy. Nào, hai anh em tạo dáng nào. Một. Đấy, từ từ. Một, hai. À, cầm tay, đúng rồi. Em chứ lại bảo cầm tay. Ôi dồi ôi, thế mà đã vội chụp vào. Nào. Một, hai, ba. Nào, tuổi tin tí nào, giơ một ngón như này này. Đấy, và đâu? Ôi dồi, em đã tạo như thế. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Quá đẹp luôn. Đấy, đẹp lung linh mai vàng. Thôi, được rồi, vào nhà đi. Xin phép là anh về luôn nhé. Anh về đây, chào em nhá. Rồi, chào em.